Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé. Rất vui khi được quay trở lại và đồng hành để chúng tôi có thể là cập nhật những nội dung thú vị và chia sẻ đến tất cả các bạn. Trên màn hình của các bạn là đồng chí Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, một hình ảnh một Phó Thủ tướng có thể nói là giống như tôi nói mà một từ mà Bác Hồ ngày xưa thường hay nói là cán bộ là một người đầy tớ của nhân dân, nhìn gương mặt rất khắc khổ, rất mảnh mai. Và những gì mà đóng góp của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm được cho đất nước Việt Nam trong thời gian vừa qua thì tôi thực sự mà nói thì chúng ta không thể nào mà nói hết được ở một bài báo, một lời bình luận và một vài phóng sự nhỏ được mà là rồi rất dài. Tôi nghĩ là bọn đồng chí Phó Thủ tướng Đam là một tấm gương để những thế hệ phía sau, đặc biệt là những thế hệ trẻ noi theo và học tập. Ngày hôm nay chính vì đấy, ngoài ra thì các đồng chí các bạn tỏ rất là nhiều phản ánh rất nhiều đồng chí Trần Tuấn Anh. Chính vì lẽ đó mà ngày hôm nay tôi sẽ làm một cái nội dung chia sẻ về con đường phát triển 15 năm rưỡi đây của hai đồng chí để tôi sẽ so sánh. Hy vọng là cung cấp một số thông tin để các bạn nắm. Bởi vì quá nhiều đồng chí hỏi chúng tôi rồi và chúng tôi đã lên kế hoạch để thực hiện một số nội dung như thế này để mục đích là chia sẻ đến toàn thể các bạn. Chúng tôi không phân biệt ai, đối với chúng tôi những người lãnh đạo được Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn trên các cương vị lãnh đạo cao như thế này thì luôn luôn có đức có tài và có một tầm nhìn, bởi vì chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, người đứng đầu của Đảng hiện nay là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam đồng chí Nguyễn Phú Trọng, một người cha già của dân tộc. Bây giờ nhìn đồng chí Nguyễn Phú Trọng chúng tôi thường liên tưởng đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nên trước tiên này tôi rất mong nhận được sự thông cảm của đồng chí, bởi vì là cái nội dung tôi quay bằng cái điện thoại nên là khó tránh khỏi cái tình trạng mà rung và giật, cho nên là mong các bạn là thông cảm đấy. Ngoài ra thì chúng tôi đã có cái thống nhất và chia sẻ như sau, để xin phép để mong là các bạn hiểu nội dung mà chúng tôi chia sẻ con đường phát triển để làm gì, để chúng ta nhìn nhận khách quan nhất để xem, tránh cái tình trạng mà rất nhiều người là bày tỏ sự bức xúc và không hài lòng. Đề nghị chúng ta là có cái nhìn nhận chín chắn và tích cực nhất. Trước tiên này tôi cảm ơn các bạn đã theo dõi và mong nhận được sự ủng hộ các bạn bằng cách like và đăng ký nội dung kênh của chúng tôi. Nếu các đồng chí các bạn mà không hài lòng thì mong các bạn là thông cảm, bởi vì tôi nghĩ là nội dung này hữu ích cho nhiều đồng chí. Tôi chia sẻ như sau. Về con đường phát triển 15 năm của đồng chí Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đồng chí Trần Tuấn Anh, chúng tôi sẽ chia ra 5 giai đoạn từ 1 đến 5, từ khoảng năm 2008 đến năm hiện tại là năm 2021 như sau. Đối với thứ nhất là tôi xin phép giới thiệu về lý lịch của hai đồng chí. Đồng chí Vũ Đam sinh năm 1963, năm nay 58 tuổi, quê ở Hải Dương. Và bây giờ mà hỏi là con ông cháu cha của ai thì tôi nghĩ là phải nói là đi đường bằng, gọi là tự lực cánh sinh thôi. Đấy. Hoàn toàn là rất là giỏi các bạn. Thì nữa tôi sẽ phân tích tại sao lại giỏi. Còn đối với đồng chí Trần Tuấn Anh thì là sinh năm 1964, như vậy tuổi của hai đồng chí là tương đương nhau, gần bằng nhau. Năm nay là 57 tuổi, quê ở Quảng Ngãi. Đấy là con, tôi không muốn muốn là phê bình hay gì, nhưng mà đồng chí Trần Tuấn Anh là con của đồng chí nguyên chủ tịch nước Trần Lương. Đây là hoàn toàn là chúng ta trong sáng các bạn nhé. Đấy, con của chủ tịch nước thì sẽ học hỏi được người cha của mình những cái điều hay lẽ phải, từ cha mình định hướng cho những con đường phát triển thuận lợi hơn, bởi vì chủ tịch nước Trần Đức Lương chắc chắn là người cực kỳ nhiều kinh nghiệm rồi các bạn. Trong giai đoạn tôi chia vào phát triển kinh tế như sau, giai đoạn 2008 các bạn nhé. Cái giai đoạn 2008 lấy trước 2018 là 3 năm, từ 2005 đến 2007 thì đồng chí Vũ Đan lúc này đã là Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông rồi các bạn. Đấy, 2005 lúc này đồng chí Vũ Đam mới có năm 47 tuổi thôi. Đấy. Đây, xin lỗi các bạn, đồng chí Trần Vũ Đam lúc này mới có 42 tuổi đã là thứ trưởng một bộ rồi các bạn. Phát triển rất là nhanh, rất rất nhanh các bạn. Đấy. Đến năm 2008 là chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Một tỉnh Quảng Ninh là một tỉnh duy nhất của Việt Nam có 4 thành phố, là một tỉnh đấy, ở khu vực Bắc Bộ. Tỉnh Quảng Ninh thì kinh tế phát triển rất tốt, đặc biệt là ngành dịch vụ. Các bạn dịch vụ phát triển du lịch, ví dụ như Vịnh Hạ Long, rồi là các dự án phát triển du lịch rồi khai khoáng vân vân. Tỉnh Quảng Ninh là một tỉnh giáp với Trung Quốc. Còn lúc này thì đồng chí Trần Tuấn Anh 2008 đã là Phó Chủ tịch Ủy
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Và thành phố Cần Thơ cũng là một thành phố lớn các bạn nhé, một thành phố trực thuộc trung ương, một trong năm thành phố trực thuộc trung ương. Đấy, như vậy là giai đoạn này thì là đồng chí Vũ Đức Đam vẫn phát triển, mặc dù tuổi tương đương nhau nhưng mà phát triển nhanh hơn. Cái này hoàn toàn hướng hướng về đồng chí Vũ Đức Đam. Đến giai đoạn 2010, vào năm 2010 đồng chí Vũ Đức Đam đã là bí thư tỉnh ủy ở Quảng Ninh, và còn đồng chí Trần Tuấn Anh là thứ trưởng Bộ Công Thương. Đấy, kiêm hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn này thì đồng chí Trần Tuấn Anh vẫn giữ chức thứ trưởng Bộ Công Thương, tuy nhiên đồng chí Vũ Đức Đam đã phát triển lên Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, tức là vị trí Bộ trưởng rồi, và nằm trong Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy, phát triển rất nhanh. Và đến 2013 như vậy là 3 năm liên tục các bạn này. Rất là nhanh, 3 năm liên tục. Thì là đã phó Thủ tướng Chính phủ rồi. Năm lúc Phó Chủ tướng Chính phủ đồng chí Vũ Đức Đam, đồng chí Vũ Đức Đam mới có 50 tuổi. Đấy, một phó thủ tướng trẻ nhất của Việt Nam. Như vậy là lúc mà đồng chí Trần Tuấn Anh đang bổ thứ trưởng thì đồng chí Vũ Đam đã là phó thủ tướng chính phủ. Như vậy là cao hơn rất rất nhiều. Mũi tên dấu lớn hơn rất nhiều. Không phải như thế này nữa mà lớn hơn hẳn luôn các bạn. Đấy. Như vậy là phát triển rất nhiều. Và từ năm 2013 đến hiện tại là 2021, như vậy là 8 năm. Đấy, thì đồng chí Vũ Đam vẫn đang là phó thủ tướng chính phủ. Đấy, nếu mà nhiệm kỳ tiếp theo làm phó thủ tướng chính phủ nữa cộng với 5 là 13, thì 13 năm làm phó thủ tướng chính phủ thì tôi nghĩ là chắc chắn là không, sẽ chuyển điều chuyển vị trí khác, nhưng mà như vậy là một thời gian rất là dài phải không ạ? Đấy, như vậy là thời gian từ 8 năm hiện tại thì đồng chí Vũ Đam vẫn đang ở vị trí tại chỗ, một vị trí phó thủ tướng chính phủ, đương nhiên một vị rất là cao, rất là quý giá. Để phát huy cái tài năng của đồng chí Vũ Đam rồi. Tuy nhiên trong cái thời gian 8 năm này thì đồng chí Trần Tuấn Anh phát triển như thế nào? Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Đồng chí Trần Tuấn Anh giai đoạn 2015 là bí thư ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, phó trưởng ban kinh tế trung ương. Đấy, 2015 các bạn nhé. Cái giai đoạn này đồng chí Trần Tuấn Anh làm phó trưởng ban kinh tế trung ương để giúp việc, để hỗ trợ trong công việc cho đồng chí trưởng ban kinh tế trung ương, và trưởng ban kinh tế trung ương thời điểm này là ủy viên Bộ Chính trị đồng chí Trương Hòa Bình. Xin lỗi các bạn, đồng chí Vương Đình Huệ. Đấy, 2015 đồng chí Vương Đình Huệ là trưởng ban kinh tế trung ương. Đến giai đoạn 2016 khi mà phó thủ tướng Vũ Đức Đam vẫn đang là phó thủ tướng chính phủ thì đồng chí Trần Tuấn Anh đã qua đại hội là vào ủy viên ban chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là đấy, ủy viên trung ương đảng đấy, và là bộ trưởng Bộ Công Thương. Như vậy là đồng chí Trần Tuấn Anh tiếp tục phát triển cái giai đoạn này rất là nhanh. Đấy, lên Bộ trưởng Bộ Công Thương. Và 5 năm sau, đấy, đồng chí Trần Tuấn Anh đã vừa rồi đấy, đã vào Ủy viên Bộ Chính trị, một trong 18 đồng chí của Ủy viên Bộ Chính trị, và là trưởng ban kinh tế trung ương. Đấy, rất nhiều người là thắc mắc, và ngày hôm nay thì tôi làm một phép so sánh chỉ mang tính giải trí và tham khảo đến toàn thể các bạn. Đấy, chúng tôi muốn chia sẻ để chúng ta hiểu hơn thôi. Đấy, tránh tình trạng mà các bạn chưa tìm hiểu nhiều nội dung, chưa nắm quá sâu sắc mà các bạn hiểu sai rồi là phát biểu không đúng. Bản thân chúng tôi thấy các bạn quan tâm đến vấn đề của đất nước, vấn đề của xã hội thì các bạn mới tìm hiểu, mới đưa ra những nhận xét. Tuy nhiên cũng hy vọng chúng ta luôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và chúng tôi tin rằng dưới sự chèo lái của Đảng Cộng sản Việt Nam thì đất nước Việt Nam sẽ ngày càng gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên con đường phía trước. Là một người đảng viên chân chính, một đảng viên cách mạng thì chúng tôi luôn luôn tin tưởng điều đấy. Và chúng tôi những quân nhân trong quân đội thì càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, những người mang bản chất của giai cấp công nhân. Đấy, cuối cùng cho tôi gửi lời chúc đến sức khỏe đến toàn thể các bạn. Chúc các bạn những cái điều tốt đẹp nhất. Mong các bạn luôn luôn ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh, like, và cũng như là ủng hộ chúng tôi để chúng tôi tiếp tục chia sẻ các bạn những nội dung hay hơn. Một lần nữa mong các bạn thông cảm, bởi vì nội dung tôi quay là bằng điện thoại đấy, tương đối là rung và giật, thì mong là các bạn thông cảm. Chào toàn thể các bạn.